Huấn luyện viên Park Hang-seo tiến gần việc cập bến ông lớn là câu lạc bộ giàu tham vọng nhất của bóng đá xứ vạn đảo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mở ra triều đại chiến thắng giúp bóng đá Việt Nam trở thành lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á. Không những bởi cúp vô địch AFF Cup 2018 mà còn hàng loạt chiến tích ấn tượng ở cấp châu lục như Á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASEAN 2018, tứ kết Asian Cup 2019, hai huy chương vàng SEA Games, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thành công nổi bật của ông Park đã tạo ra một làn sóng huấn luyện viên Hàn Quốc ở các quốc gia ASEAN, trong đó Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, quyết tâm mời cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 Shin Tae-yong để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nước này. Không chỉ vậy, trong suốt thời gian từ đó đến nay, tin đồn về những lời mời ông Park Hang-seo đến Indonesia làm việc vẫn thường xuyên xuất hiện, với những tiếng gió được phát ra về các bản hợp đồng khủng từ PSSI hoặc các câu lạc bộ tại Indonesia. Sự tò mò càng dâng cao khi trong buổi phỏng vấn đặc biệt với đài CBS vào tháng 10 năm 2022, ông Park Hang-seo khẳng định sẽ tiếp tục làm điều duy nhất ông biết là dẫn dắt các đội bóng, nhưng sẽ không phải ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Mới nhất, rộ lên tin đồn ông Park Hang-seo sẽ sang Indonesia dẫn dắt một câu lạc bộ đại gia với mức lương xấp xỉ 23 tỷ đồng một năm, gần bằng 1 triệu đô la Mỹ. Một quan chức PSSI cho biết có một điều chắc chắn rằng những thành công của ông Park Hang-seo khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu thuộc khu vực và châu lục đã gây ấn tượng mạnh với những câu lạc bộ Indonesia. Nhưng để đi đến thống nhất sẽ đòi hỏi nhiều thách thức nữa, kể cả với câu lạc bộ Persib Bandung, một trong những đội bóng lớn và giàu có nhất ở Indonesia. Cuộc đàm phán đang được tiến hành và hãy chờ xem lúc nào có thông báo chính thức được đưa ra. Cũng theo đánh giá từ phía Indonesia, ông Park Hang-seo nếu đến với câu lạc bộ giàu có như Persib Bandung thực sự sẽ là phi vụ triệu đô, mang theo kỳ vọng rất lớn, giúp thay đổi bộ mặt và đem về thành công cho cái tên giàu tham vọng này.